chào quý vị và các bạn nhé. Sài Gòn lại đón một cái cơn mưa rồi. Đây các bạn nhìn thấy này, có một cái cô này, cô ấy đang cầm dù cô đi. Bên kia thì có hai mẹ con, cô gái không có áo mưa và chịu mưa ướt các bạn. Đây, xe bán bò bía đây các bạn. Cơn mưa này thì theo Tuấn Dương thấy thì sẽ rất là lớn. Đó, một cái cô đang băng qua đường. Wow. Rồi, cô này cô lại quên cái gì nên cô lại băng qua đường. Cơn mưa này thì dự kiến sẽ rất là lớn và ở đâu đó Sài Gòn hôm nay theo Tuấn Dương nghĩ thì chắc chắn sẽ lại ngập. Bởi vì cũng cùng với cái thời điểm này ngày hôm qua thì nước đã ngập rất là nhiều các cái tuyến đường. Và một cái thông tin nữa là có nhiều người thì họ đã bắt được đỉa tràn vào tận nhà. Đó là cái thông tin mà báo chí có đăng. Wow. Đây cô này, cô ấy quên một cái gì đó. Bên đây thì cái quán cháo hành thánh bò kho, mọi người đang cũng đang là rất là vất vả để mà lấy xe ra về, bởi vì có mưa nên là phải dùng dù để che cho nó không mưa, để lấy áo mưa ở trong cốp xe rồi mặc. Trời mưa như thế này thì các bạn thấy rằng là chỉ có những người đi xe hơi như thế kia đó, như cái chiếc xe hơi màu đen vừa mới chạy ngang qua đó, thì là họ mới sung sướng thôi. Chứ còn những người mà chạy thì xe Honda thì phải nói là họ cũng rất là vất vả. Mưa thì nó táp vào mặt, nếu mà đội cả cái nón mà che cả cái tức là giống như là cái nón mà của vận động viên đua mô tô ấy, thì nước nó bám vào kính, nó sẽ gây mờ. Kế đến nữa là đường xá ở Sài Gòn thì các bạn thấy rằng là chỗ thì có đèn, chỗ thì không có đèn, tức là ánh sáng nó không đủ, và chúng ta di chuyển với một cái tốc độ nó hơi nhanh một chút, chứ không dám nói là đi quá nhanh, thì rất dễ bị gặp các cái chướng ngại vật mà chúng ta không thể lường trước được. Đây các bạn thấy là có những các cái cô hai người đang cầm dù đi này. Đó, cô cầm dù đi bộ đó. Đó. Cơn mưa này thì dự kiến là sẽ kéo dài, mình nghĩ là nó phải hàng tiếng đồng hồ, hàng giờ đồng hồ luôn. Wow. Có những bạn trẻ thì cái sức khỏe có lẽ là vô biên nên là không thèm mặc áo mưa, cứ lao đi ầm ầm thôi. Đó, các bạn thấy những cái chiếc xe hơi đi kìa. Chiếc xe hơi thì chẳng có sợ mưa nắng. Nói chung là ngồi trong xe hơi thì sướng rồi. Chỉ có điều là nếu mà xe hơi không bị ngập nước ấy, thì là sẽ tốt hơn. Chứ còn ví dụ như những cái chiếc xe bán tải đang đậu bên đường kìa, thì có thể nước ngập chừng khoảng nửa mét hoặc 6-70 phân thì xe vẫn có thể là lao qua được. Tuy nhiên những cái chiếc xe, ví dụ như chiếc xe Mercedes ở phía đằng sau cái chiếc xe hơi kia, thì nếu mà nước ngập cỡ khoảng nửa mét thì cũng rất dễ bị chết máy các bạn ạ. Rất dễ bị chết máy.
Ở Việt Nam thì có một cái vấn đề đó là những các cái hàng cây cột điện các bạn. Các bạn nhìn thấy những các cái hàng cây cột điện và dây dợ thì nó chưa được ngầm hóa. Nó vẫn có vẻ là khá là lằng nhằng. Đây các bạn nhìn thấy các cái cây cột điện này thì nó hơi mất mỹ quan. Bên kia thì một cái người phụ nữ, mình thấy là cô ấy đẩy cái gánh, đẩy một cái xe hàng. Không biết là hàng gì đây. À, cô ấy bán trái cây. Ồ, cô ấy đi trong mưa ướt hết rồi. Như vậy là xoài lắc, bánh tráng trộn. Thì như vậy là có lẽ là bữa tối ngày hôm nay thì sẽ là thất thu rồi. Bởi vì trời mưa như này thì rất là khó để mà bán hàng các bạn. Mưa thì mọi người họ chỉ tập trung mau mau họ về nhà thôi, chứ họ không nghĩ là đi chơi hay là mua bán ăn uống gì mà đi xa cả. Nhiều người thì có thể là họ ở nhà ăn mì gói thôi, chứ đi mà mưa to gió lớn rồi nước ngập rồi ướt át, dắt xe ra xe vào thì thông thường là họ sẽ rất là ngại. Đó, có một cái em trai kìa, không thèm mặc áo mưa mà lao đi trong mưa. Đó. Bên kia đường thì em quan sát thấy là có một cái người đàn ông là đang trú mưa, đứng dưới mái hiên đó các bạn. Đó, một phụ nữ này thì cũng ướt hết rồi, không có áo mưa. Ồ, hai cái cô này thì cũng ướt như chuột luôn. Một cái tấm áo thì không thể che đủ hai người được. Đây, phía xa xa các bạn thấy là có hai cái... mà không phải. Rồi, cô đi vào nhà rồi. Mình quan sát từ xa thì thấy hai cô mà đi chung một cái dù, nhưng mà... có một cái người phụ nữ này này các bạn này. Đó, không có áo mưa luôn. Đi coi như là bất chấp mưa rơi. Đây các bạn thấy rất hiếm những người đi xe đạp nhá. Có cái người đi xe đạp mà mặc áo mưa màu đỏ này, trắng và đỏ đấy. Đây có một người đi mua cơm. Đó, mặc cái chiếc áo mưa để đi mua cơm. Nguyên nhân mà của cái đợt mưa này nó kéo dài là do ảnh hưởng bởi cơn bão. Mình hình như là cơn bão số 11. Và các cái tỉnh phía Bắc thì bị nước tràn qua đê, rồi vỡ đê rồi ngập lụt. Thì có ở Thanh Hóa là có những cái hộ dân họ nuôi tới 4.000 con heo, và nước ngập thì heo của họ đã uống no nước và chết rồi. Cái thiệt hại rất là nặng nề. Ngoài ra thì ở Hòa Bình thì theo thông tin là sập nhà cửa, rồi đất đá vùi lấp, rồi lũ cuốn. Cái số lượng người thương vong người cũng khá là nhiều. Thì tưởng chừng như những cái cơn mưa này nó vô hại, nhưng mà các bạn để ý là nếu mà ở miền núi đó mà nước nó dồn xuống các khe núi rồi nó đổ vào nhà dân, hoặc là nước quá lớn nó tràn qua đập vào những các cái khu dân cư mà bị ngập úng, thì cũng gây rất là nhiều những các cái trở ngại cho sinh hoạt. Có nhiều hộ gia đình họ nói rằng là nước rồi rác thải rồi gọi là bể phốt đấy. Ồ, có một người họ đi rau cơm này, dầu tiêu nó lại tràn lên, thế nên là họ thấy là sống cuộc sống như vậy thì rất là khó. Đây có một cái công nhân, anh ấy đi mặc dù trời mưa nhưng mà cũng đến giờ rồi thì anh ấy vẫn phải đi làm. Anh ấy đang gom những cái bịch rác bỏ lên xe.
Đó. Trong cơn mưa thì các bạn thấy rằng là đó, anh ấy lại gom những các cái túi rác ở gần cái cống thoát nước để mà cho nước nó thoát. Sau đó thì anh ấy lại tiếp tục di chuyển đến những các cái hộ dân ở phía đằng trước mà họ có để rác và bỏ lên xe. Đó. Phải nói là mình rất là gọi là cảm động, rất là thương những các cái người công nhân làm cái nghề này. Mưa nắng thì họ không có được chối từ và vẫn phải gọi là đều đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào, như một cái chiếc đồng hồ thời gian vậy. Bây giờ thì mưa cũng mỗi lúc một lớn rồi các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy dưới mái hiên này, dưới mái hiên nhà thì mưa như là chút nước. Còn dưới sân đây, đây có một cái cô này, cô ấy ngồi mặc mỗi cái áo khoác thì chắc chắn là sẽ ướt hết rồi. Cái mong muốn của mình là người dân sau này thì đều có cái điều kiện để mà sử dụng xe hơi, hoặc là làm như thế nào đó để mà giảm bớt những các cái áp lực từ thiên nhiên. Ví dụ như các bạn thấy rằng là ngày xưa thì trời nóng thì chúng ta chỉ có quạt gió thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể là có máy lạnh. Một người phụ nữ đi trong mưa, cái chiếc nón thì quá nhỏ với cái thân hình của cô ấy. Mưa này thì sẽ gợi cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc. Đấy, mình thấy đâu đó thì vẫn có những người là không có mặc áo mưa mà vẫn lao đi trong mưa. Thì kinh nghiệm của mình là cứ các bạn hễ đi đâu dù trời nắng hay trời mưa thì cũng cứ phòng trong cốp xe phải có ít nhất là một cái áo mưa. Và mỗi người nên có khoảng hai cái áo mưa, một cái để dự phòng sơ cua và một cái thì để trong xe. Ví dụ như giặt cái chiếc áo mưa này hoặc là phơi chiếc áo mưa này thì chúng ta bỏ cái chiếc áo mưa sơ cua kia vào, để khi mà đi đến bất cứ đâu hễ mưa là móc ra là có áo mưa mặc ngay, đừng để bị ướt. Chúng ta hãy biết bảo vệ sức khỏe. Và lẽ ra thì mình cũng không làm cái video clip này, nhưng mà vì cái trời mưa mà lý do là mình cũng đang bị cảm cúm do hôm nọ mình rửa chân dưới mưa đó, rồi cứ đi lại trời mưa ra quay nhiều nên là bây giờ thì cũng bị bệnh, nên là thôi. Thì nhưng mà những các cái cơn mưa này thì đó cũng là những các cái khoảnh khắc của thiên nhiên, giữa ghi lại những các cái hoạt động của con người với những các cái hoàn cảnh của thiên nhiên thì không phải lúc nào nó cũng diễn ra được như vậy. Và thôi, video clip của mình thì xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video cũng như là đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những cái tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống bình thường và xem những cái hình ảnh thân thương về Sài Gòn. Và chúc bà con kiều bào ở hải ngoại thì dồi dào sức khỏe, hoan hỷ. Rồi, bye bye nhé.